trong cái đó là hãy hiểu và áp dụng các luật khoa học để hiểu các bệnh khác nhau. Hai là thứ một điều thứ hai thứ sáu thì tương tự là cái là nắm được cái độ phòng tránh của viêm phòng để phòng biến chứng của nó và tổ tiết của bác nhắc trong gan thận các hình ảnh hình ảnh hình ảnh cái một cuối là cái của chúng mình thận. Này nhằm để nhắc lại cho các bạn, các chị đã học qua mấy bài sinh tin này. Thế là có gì đâu, chị nói về lại cái sổ rồi cái đặc độ cơ bản và các kỹ thuật CT hệ hiệu mình sẽ có giống như quang cao B với lại quang này có quang CT cũng chia làm hai cái là cản quang còn gọi là CT cao B với lại CT có cản quang. Cái CT cao B mình dùng để đánh nhanh ở hệ hiệu thường là dùng cấp cứu để điều trị nhanh và cũng giải chính xác dễ tiếp cận mà mình có thể ngoài việc đánh giá của các sỏi không có thể xem qua được cái số cái hình ảnh gợi ý có biến chứng hay không rồi đánh giá những cái tổn thương khác trong ổ bụng thì trong đối với sỏi hệ hiệu, sỏi hệ quản thì CT nó đương nhiên giá trị sẽ cao hơn hẳn so với X-quang. Cái sỏi nhỏ thì mình đều có thể coi được. Thông thường thì trong sỏi hệ quản thì nó có dấu hiệu mô bàn và đây là cái thằng hệ quản độ nhạy của các sỏi hệ quản nhỏ hơn 91%. Ngoài ra có những cái hậu quả của cái sỏi như ở trước là xâm nhiễm quanh thận thì độ nhạy nó đến 97%. Thì những cái sỏi mà từ 40 trở xuống này quan một có nói rồi thay đổi từ 80-90% có thể được hết nhưng mà kích thước sỏi càng lớn thì cái tỷ lệ được gọi sẽ càng giảm. Cái phần mà đánh giá CT đánh giá sỏi hệ hiệu thì cái phần này nó cũng là ná như thì trong cái bài kích quan mình có nói qua về cái vai trò của cái mặt trong đánh sỏi hệ hiệu. Thứ nhất là xác định coi vị trí số lượng thuốc của sỏi và đánh giá những cái hậu quả của nó là có tắc nghẽn hay không, có tình trạng tụt áp xe hay không, đánh giá những cái thận. Nếu mà ở đây còn có thể coi được những cái nguyên nhân, cái bệnh lý đi kèm hoặc là những cái bệnh lý mà nó gây triệu chứng hay làm cho cái lâm sàng mình chẩn đoán hay không. Đối với độ cảm quan sỏi thì cái này cũng không phải của anh đó. Cái sỏi canxi vô xe lắp nó có phát là cảm quan hơn nhất. Có sẽ tìm cho phương biết là tới cái acid lúc. Rồi đối với CT là nếu mà có cảm quan thì chỉ định đương nhiên là rộng rãi từ những cái trường hợp nhiễm máu mà có nhiễm máu do viêm hoặc nhiễm máu do u. Đánh giá những tắc nghẽn của đường tiết niệu trong chấn thương hoặc là đánh giá của bẩm sinh của hệ hiệu v.v. Thì đối với protocol cảm quan cái thứ nhất là thuốc cảm quan đương nhiên là cảm quan iốt thì hiện tại hầu như trên ở các cơ sở y tế người ta dùng những cái thuốc cảm quan không nhân hóa và có rất thấp cái không nhân hóa thì cái phản thuốc của nó sẽ ít hơn so với những cái thuốc cảm quan hệ ion hóa. Còn cái tối ưu về độ thẩm thấu là nên là đảm trương nhưng mà mấy cái thuốc đảm trương thì nó giá thành rất là cao nên hiện tại những cái thuốc mà có độ thẩm thấu liều là từ 1.5-2 mg/kg. Nếu mà mình so sánh các bệnh lý như trên riêng những cái trường hợp mà đánh giá những trường hợp mà đánh giá là ống thận thì người ta có thể điều cao hơn. Về tốc độ tim thì thông thường cũng dao động từ khoảng
2-3.5 C1. Okay. Đối với các cái pha chụp của hệ liệu thì mình có cơ bản là sẽ có 4 cái, đó là nước lọc men và cái tương tự như là SCT không cảm quan. Mục đích của nó cũng để là làm cái hình so sánh với các trung tâm tim, đánh giá những cái tình những cái vôi sỏi với lại máu nó dễ dàng hơn so với trung tâm tim. Sau đó nó thì bỏ tủy. Bỏ tủy thì tương đương với thời gian thì đây là từ 25 đến 70 giây, thì có thể dao động từ 20 đến 80 giây từ khi bắt đầu tiêm thuốc, chứ phải tiêm xong rồi mới tính. Thì cái thì bỏ tủy này mình sẽ thấy được cái tủy thận với bỏ thận nó khác nhau, nên là mình sẽ thấy rõ sự bỏ tủy cho cái tim này. Mục đích của nó thường dùng trong mấy cái trường hợp mà u thận để đánh giá di căn xâm lớn và ngoài ra còn đánh giá được một mặt. Đối với những cái bệnh lý như sỏi niệu hay là nhiễm trùng thì không có cần tới cái bộ tủy. Về tổng đồ, tổng đồ thì cái delay của nó thời gian từ 80 đến 180 giây. Thì khi này cái thận vỏ tủy với tỏi vỏ thận với tủy thận nó sẽ bắt thuốc giống nhau, cho nên là những cái u thường sẽ được phát hiện nhiều ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nó cũng đánh giá những cái bệnh lý như nhiễm trùng, còn delay là thời gian thường trên 180 giây, thì cũng giống như cái UVB, cái thời gian delay này có thể thay đổi, thể chụp sâu trên 80 giây, hoặc là nếu mà mình thấy thuốc chưa có xuống được thì mình có thể nhắc chụp thêm một lần nữa. Thì cái thì delay này khi mà thuốc đã xuống đầy để học rồi, đánh giá được u trung tâm, đó là u bể thận, và nó đôi khi nó được dùng thay cho cái plan. Tại khi này ngoài cái việc thuốc bắt đầu xuống đài bể thận thì ở những cơ quan khác cái đặc độ của nó là gì cho nó cái đặc độ tương đương với cái plan. Thì đây là bốn cái thì cơ bản, thì là thì có tiêm thuốc, sau đó cái bỏ tủy thì cái phần mà bắt thuốc kém ở bên trong là tủy thận, còn bắt thuốc mạnh ở ngoài biên, nó sẽ tổng cái phần tủy thận chính là bỏ thận. Và thì đồ mình thấy toàn bộ bỏ tủy nó bắt thuốc nhau. Thì đây thì mình thấy thuốc nó là những cái tài liệu. Và về mặt bệnh lý mình sẽ chia thành có bốn phần chấn thương, nhiễm trùng, nang với lại thuốc. Cái lượng thì nó chấn thương tổng quan thì tài liệu tỷ lệ chấn thương nó gặp từ 3-10%, chấn thương phụ hầu hết là tính và hầu hết là chấn thương nhẹ. CT là cái kỹ thuật lựa chọn đánh giá chấn thương này, vừa biết cả những cái chấn thương cơ quan khác như gan, mắt, mạch máu, ổ bụng. Bởi vì cái lợi điểm của nó là chụp nhanh, chụp của nó bao phủ rộng và có độ dài cao. Này, mấy cái cơ chế chấn thương trong chấn thương cổ kính hầu hết cái này mình nói chung là đọc qua. Có những cái trường hợp va chạm trực tiếp hoặc là té từ trên cao xuống. Và khi mà té từ trên cao xuống thì do da tóc dễ tổn thương cái kính mặt. Và chỉ định CT trong chấn thương mục kính, tức là những trường hợp bị máu đại thể, hai là bị máu vi thể mà huyết nội không ổn định, thứ ba là khi mà mình nghe nó liên quan tới những cơ chế chấn thương có thể gây tổn thương thận. Thì cái này chỉ là đã nói về tình hình tiểu của anh, tuy nhiên là nó sẽ không chỉ định trong những cái nghi ngờ cái chấn thương của lắc thì mình gan. Về cơ chế mình nghi có chấn thương thận, ví dụ như té cao, nạn nấu và cái đặc biệt tiếp ở vùng hông, gãy xương sườn, ở vùng khớp. Và khi CT hệ liệu, đối với trường hợp chấn thương thì mình phải chú ý nhất là nhu mô thận. Thứ hai là cái tổn thương của cái cơ quan rỗng của hệ liệu, bao gồm có hiệu quản bằng quang.
quan, và cuối cùng là phải lưu ý đến mạch máu, có những cái giảm tinh hoặc là những cái mặt đất của cái mạch máu hoặc không. Trong chấn thương sẽ có một số khái niệm, nhất là dập. Dập thì trên hình ảnh thường là có dạng có thể thay đổi về giới hạn không rõ, giảm đậm độ hơn so với nhu mô xung quanh và nó thức kém hơn. Một số trường hợp khi mà nó có cục máu đông thì cái giới hạn nó sẽ trở nên rõ hơn và đậm độ của nó sẽ cao lên. Thì những khi những trường hợp này mình phải phân biệt với cái nhồi máu thận. Máu thận thì tổn thương của nó thường có một trên và giới hạn rõ, không bắt khúc, đậm độ thấp hơn so với nhu mô thận. Một cái khái niệm thứ hai là tụ máu dưới cổ bao. Hình ảnh của nó sẽ có hình đèn và hình ống kính, có thể có tràn ép nhu mô nếu mà kích thước nó lớn. Thì đây là một cái hình ảnh khi chụp chỗ giống mũi tên, chị thấy đây là hình ảnh của dập thận, nó là một cái vùng hơi tròn, hơi vuông, cái vùng đặt tụ thấp so với nhu mô thận xung quanh, giới hạn không rõ ở cái khoang quanh thận. Cái bên này mình thấy nó có một cái tăng đậm độ này nên có thể là cái bóng ở ngoài quanh trong khoang quanh thận. Thế thì này là gì? Thấy này cổ thận với tủy thận nó như nhau, cái này đồng độ. Ở đây trên thận trái, xin lỗi trên thận phải mình thấy có cái tổn thương. Trên là cái hình tam giác, giới hạn của nó rõ, và độ thấp giới hạn rõ. Thì đây là cái hình ảnh, hay là các anh chị là gì? Đây là hình ảnh của nhồi máu lấp, cái dấu mũi tên ở bên đây là chỉ ra là cái tổn thương của mạch máu. Hình ảnh đây là tụ máu dưới cổ bao, nó có hình đèn bao ngoài thận, giới hạn rõ. Cái dấu mũi tên đen là cái đường cách thận. Cái khái niệm kế tiếp đó là tụ máu quanh thận. Thì tụ máu quanh thận đen giới hạn nó sẽ không rõ. Cái giới hạn này nó rõ ha, tụ máu dưới cổ bao giới hạn rõ. Còn tụ máu quanh thận thì giới hạn không rõ, nó có thể kèm theo dày cái mạng quanh thận, tức là mạng serosa hoặc là những cái lá cúc mạc thành ở phía trước. Và nếu mà cái cục máu này nhiều thì đương nhiên nó sẽ chèn ép cơ quan cận. Cái khái niệm thứ hai là rách, thì các anh chị biết nghe cái tên thì cũng có thể hình dung được. Rách nó là cái đường, thường là cái dạng đường bờ đều và nó sẽ không tăng quan, đậm độ thấp. Vỡ thận thì nó nhận qua là nó rách nhiều đường và nó sẽ kèm theo các bút cảm quan. Cái khái niệm kế tiếp là đứt nhiều quản, có đứt nhiều quản hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Đứt nhiều quản hoàn toàn là ngay phía dưới chỗ đứt mình sẽ không thấy hiện hình nhiều quản, tức là nhiều quản bút cảm quan không đi vào được cái nhiều quản phía dưới. Còn đứt không hoàn toàn thì mình cũng thấy được bút cảm quan như là nhiều quản dưới chỗ đứt. Tổn thương là có tổn thương mạch máu. Trong đó cái tổn thương tĩnh mạch ít gặp hơn là động mạch. Đây là một trường hợp của cái hình cổ đứt chỗ nói về thận nhiều quản. Hình này đứt hoàn toàn, người ta không có cắt qua cái người ta muốn cắt qua cái đoạn nhiều quản dưới. Thì ở đây anh chị thấy nếu mà nhìn vào cái kỹ thuật chụp thì các chị có nhận xét gì? Hình bên tay trái của mình là cái gì? Mù thì lan là gì em? Trong mạch máu bên tay trái. Bên trái
Hình bên tay trái phải hậu trái. Hình bên tay trái không chị? Lèn. Thì đó thì gì? Lèn. Thì thuận đồ dựa vào đâu? Quả tụy của cái thuận nào? Thuận trái thì mình thấy quả tụy không phân biệt được. Nghĩa là cái gì này? Thì đây cũng phải từ 80 giây trở lên. Còn cái thuận bên phải, còn cái thuận bên phải. Ở cái thận bên phải thì các chị có nhận thấy gì? Thận bên phải, thận bên phải nha, thận bên phải. Thì đây là thấy cái tủy thận nó vẫn còn phân biệt với mọi thận, chứng tỏ là cái thận bên phải nó chậm bài tiết hơn so với cái bên trái, đúng không? Thì cho cái thầy thận đồ, cái thận bên trái có một tình trạng chảng của đài thận trong nó có cái độc độ hơi cao và có mức chịch chịch bên trong. Sau đó thì cái ống thận ở phần này mình cũng thấy một cái cấu trúc độc độ chịch ở đây. Thì qua cái cái thì delay thấy thuốc bắt đầu xuống đài về thận thì nó phát ra khỏi cái chỗ cái vị trí này. Bình thường thì nếu mà cái hệ bể đài nó còn liên tục thì thuốc nó phải cản quang, nó phải cao như vậy. Còn cái này nó phát cản quang nó là nó đang nhem và nó đi vào trong cái đám chịch trong này, tỏ ra cái tình trạng của tổn thương thực quản ở bể thận. Trường hợp này cụ thể là đứt chỗ nó của bể thực quản. Còn đây là tình huống khác. Cái hình trên cùng, cái hình này cũng là cái hình thực đồ. Bệnh thấy quanh thận nó có cái cấu trúc cái mảng đập độ, đập độ hơi cao. Thì sau đó qua thì đi đây là cái hình giữa thì mình thấy có cản quang nó phát ra ngoài và nó bao quanh cái thận, nó đi vào trong cái vùng mà mình thấy trên cái hình thực đồ ở đây. Chứng tỏ này là dịch và cái thuốc cản quang phát ra ngoài chúng ta có tình trạng của máu nước tiểu, đó là mục đích của cái hệ bể đài. Khi đó cái hình cuối cùng ta chụp xuống dưới xíu cái hiệu quả ở đoạn dưới thì ta thấy vẫn còn hiệu quả, vẫn còn hút đi vào hiệu quả, nên đây là tình huống của đứt hút nóng không hoàn toàn hoặc là đứt hiệu quả không hoàn toàn. Tuy nhiên là khi mà cái hình nó chỉ kéo liên tục thì mình sẽ xác định chính xác cái chỗ mà thuốc nó đi ra chỗ nào, bắt đầu thuốc xuất hiện chỗ nào. Thì khi đó cái ca cụ thể nó sẽ dễ dàng hơn. Có những cái đây là cái trường hợp tổn thương của động mạch thận, cụ thể là tắc động mạch thận bên trái và toàn bộ cái thận nó bị mờ bóng. Còn trường hợp này hiểu nguyên tơ các chị thấy đây bắt cuốc của một cái hình dạng là cụt thận đúng không? Tổn thương này thận này nó có những cái đường giảm đặc độ đi từ ngoại biên vô cái đường sang thận. Hai đường ở đây thì nó cái mảng đặc độ thấp, cái tổn thương đặc độ thấp như này không rõ, này có những cái đường dập và cái đường rách như vậy thì nên tổng là cái vỡ thận. Xung quanh đây bao bỏ cấp thúc dịch. Dịch này đậm độ cao thì đương nhiên các anh chị trên thực tế làm sẽ roi cho cái dịch này. Mà cái do cái viêm này đã tiêm thuốc rồi cho nên là cái này rất là khó nói khi nào mà cái thuốc còn thành thì anh chị sẽ thấy rõ hơn. Thì cái vùng xung quanh này chính là cái dịch máu. Thì sau khi tiêm thuốc vô mình thấy cái vỡ thận có tụ máu xung quanh. Và nhìn lại qua phía đây, hai cái cấu trúc này là cái gì? Hai giống hình sao? Vậy là đúng. Tĩnh mạch chủ bụng với tĩnh mạch. Hai giống hình sao? Vị trí trước cột sống mà có ngắm thuốc cảm quan nữa. Các anh chị nghĩ lên. Động mạch chủ bụng. Động mạch với lại động mạch trụ. Động mạch chủ bụng với tĩnh mạch chủ dưới. Thì
bình thường như bán phim này mình thấy động mạch nó phải tròn đều với hạt rõ, hình này nó hình thể làm gì và do nó phát xuất cảnh quan ra nên là cái tình huống đó vỡ của động mạch chủ. À, cái phần bên đây trái hoàn toàn không phát thuốc, ta nhỏ máu hoàn toàn tổn thương cái động mạch. À, một có thể là tổn thương kèm động tổn thương động mạch trái hoặc là tổn thương ngay cái chỗ chia của động mạch chủ bụng cho động mạch trái. Còn cái dấu này thì cái này là động mạch mạc trên trên thì do hút do tình trạng vỡ của động mạch nó sẽ làm tổ huyết áp cho nên là cái này nó bị nhỏ lại, áp lực nó giảm. Còn những cái vùng mà các chị thấy xung quanh đây là bộ này là máu á. Cái hình này cũng giống như hình nãy thôi, đứt niệu quản thì nó rút tiểu ra ngoài nên cho nên là thuốc cản quan, khi mà mình sẽ cái gì delay thì nó cũng sẽ theo cái đường đứt đường đất nó đi ra ngoài. Hai cái này là hai cái sỏi. À, đôi khi đứt niệu quản nó sỏi, nếu mà có cả sỏi niệu quản thì cái sỏi nó cũng rớt ra ngoài. À, trong cái phân độ của chứng thương thận hiện tại ta vẫn dùng cái AST. Đối với cái chứng thương gan hay là lách có cái bảng phân độ này. Đối với thận người ta có 5 độ. Trong đó có cái độ 1 là chặn và tụ máu. Độ 2 thì có tụ máu và rách, cái đường rách của nó là thứ 1 cm và không có liên quan đến hệ bể đai. Đối với độ 3 là rách trên 1 cm và không có tổn thương hệ bài tiết, chưa có lan tới đại bể thận. Độ 4 thì có kèm tổn thương mạch máu và cái rách của nhu mô này nó kèm theo tổn thương của đại bể thận. Còn tổn thương mạch máu thì thường là đạt đứt những cái động mạch và tĩnh mạch ở nhãn chính, có thể đi cho những cái thủy thận. Còn độ 5 là đứt chỗ nói về thực quản, vỡ thận và tổn thương mạch máu ở đây là đứt chuông rốn thận. Còn cái mạch máu của độ 4 thì thường nên đi ra mạch nhắn. Đây là hình ảnh của độ 1. Đây là hình ảnh của dạng nhu mô, còn đây là tụ máu dưới cỏ bao. Các anh chị thấy trong tụ máu dưới cỏ bao nó có hình thấu kính hai mặt lòi và nó sẽ ép chèn ép nhu mô thận. Như hồi nãy nói tụ máu dưới cỏ bao thì mình sẽ có hoặc là hình thấu kính hoặc là hình liềm với hạt rõ, đúng không? Liềm với hạt rõ đó là do cái cỏ bao nó là cái nhu mô thận cái vỏ thận ngoài nó tạo thành, cho nên cái giới hạn nó rõ, còn khác với cái tụ máu mà quanh thận giới hạn ngoài không rõ, bởi vì bên ngoài lúc đó là một liên kết không có cái gì, coi như không có cái màng trắng vậy. Thì cái bên này là coi như là cái viêm lan, các anh chị thấy thì là cái thận ở ngoài nó có cái viền đậm độ cao, đậm độ cao này chính là máu. Còn đây là loại chứng thương độ 2, cái đường rách này của nó dưới 1 cm. Thì trong trường hợp cái hình này mình chỉ thấy nó tụ máu quanh thận. Đây là đường rách. Ở đây mình còn thấy một ít tí ở sau khuôn mặt. Độ 3 là đường rách trên 1 cm nhưng mà nó chưa lan tới đại bể thận. Đây có cái đường rách thận như thế này, trong giờ này khá rõ và kèm theo cái tổn thương nhập gan. Và đối với độ 4 thì cái đường rách này nó không nó lan tới cái đại thận hoặc là tổn thương một cái nhánh mạch máu gây nhồi máu trung trú. Trường hợp này là một bệnh nhân té từ trên cao xuống thì các chị thấy là bên phải nó có cái tổn thương đậm độ thấp, có xu hướng lên trên, kéo dài hai cái cặp này ra.
ở đây là cái tụ máu của sau phúc mạc, cụ thể là khoang cạnh thận trước, nó có phát cái cảm quan bên ngoài. Chị thấy cái đặc độ ở đây nó tương đương với lại cái đặc độ trong động mạch chủ. Đây là tình huống của chấn thương độ 5. Đối với tổn thương mạch máu thì chấn thương mạch máu người ta có hoặc là đứt cái mạch máu hoặc là tắc mạch. Cái trên này là hình ảnh của vỡ thận có nhiều đường rách, còn đây là đứt cái khúc nối về thận quản. Trên cái hình này nó làm sao, nó dấu sao không, chị thấy là thận nó không còn hết này, không bình thường, thay vào đó là cái khối máu tụ đậm độ cao và khó khăn kẽ nhau. Trường hợp này là cái trường hợp của vỡ thận. Trong chấn thương người ta có biến chứng sớm, biến chứng muộn, biến chứng sớm nghĩa là cái chứng trong tháng đầu thì biến chứng thương bao gồm có phát nước tiểu, tạo granuloma, cái coi như là thuộc nước tiểu có màu bao. Cái kích thích ở xe văn phòng cho những trùng thứ phát hoặc là cái số biến thứ phát trên cái giả bệnh. Trên hình này cái hình trên cùng anh chị thấy là ở thời điểm mới chấn thương thì có hình ảnh là tụ dịch quanh thận, có dập thận với cái có dập thận ở vùng phía trong giới hạn, nó không có rõ, không có tụ dịch quanh thận. Thì cái này có thể là dịch máu hoặc là dịch nước tiểu, nó không biết. Thì giờ cái hình này có một hình thôi, thì sau đó hai cái hình dưới là 14 ngày sau, tức là hai tuần lễ sau người ta chụp lại, người ta thấy cái vùng tụ dịch này nó bắt đầu có khu trú lại, bắt thuốc về. Thì cái này người ta cũng nghĩ đến một cái glioma. Khi mà đến thì delay trong cái cuộc chụp cùng một ngày này, người ta thấy bắt đầu nước tiểu, xin lỗi, cái cảm quan nó bắt đầu nó xuất hiện trong cái khối dịch này, nên mình mới suy ngược lại cái thời gian lúc mà mới chấn thương. Thì cái tụ dịch quanh cái thận này chính là nước tiểu, không có đứt, có đài để thận ở vùng này. Và vẫn biến chứng muộn là xảy ra sau một tháng, bao gồm có tăng huyết áp do tổn thương mạch máu, có thể gây ra ứ nước, sọc sỏi hoặc là viêm đầy thận mạn. Thì CT đối với chứng thương thận, những trường hợp mà nhẹ từ độ 1 đến độ 3 với lại độ 4 mà không có phát thuốc tiểu thì người ta chủ yếu dựa trên lâm sàng. Nếu mà lâm sàng có vấn đề gì nghi ngờ thì người ta mới chụp, còn thông thường thì không cần phải chụp CT theo dõi. Người ta chỉ chụp CT theo dõi những tình huống thứ nhất là chứng thương độ 4 và có phát thuốc tiểu ra ngoài, hoặc là những cái nhiều bệnh, hoặc là bệnh nhân đó có nhiều bệnh đi kèm tăng nguy cơ biến chứng thường thương thận, và cho trong những trường hợp mà tổn thương đa cơ quan là khi mà huyết động không ổn định, và cuối cùng là cái chứng thương độ 5 mà được quyết định điều trị bảo tồn. Và cái đó là phần chấn thương cũng chỉ có và mình qua phần kế tiếp này nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng tiểu sẽ có nhiễm trùng tiểu trơn và dưới thì có viêm bàng quang, viêm tiểu đạo, viêm tiền tuyến. Thì mấy cái này nó không nằm trong cái bài hôm nay, chỉ bài này chỉ đề cập đến cái chị là viêm đài hệ thận cấp, còn viêm đài hệ thận mạn thì chỉ lướt qua. Viêm thận bể thận cấp thì đó là tình trạng viêm của nhu mô thận và bể thận, tác nhân thường có ô lên hoặc là những vi trùng gram âm, đường lây từ 85% trường hợp là những trùng thận dòng. Cái này là triệu chứng cơ năng thực thể sinh hóa, nên hãy chịu tự coi.
viêm thận bảy thận chỉ nhắc cái viêm thận bảy thận thì được chẩn đoán chủ yếu dựa trên lâm sàng và các xét nghiệm sinh hóa. Vậy thì khi nào mình mới chụp viêm? Vai trò của hình ảnh là để hỗ trợ chẩn đoán trong trường hợp không đáp ứng kháng sinh trong 72 giờ đầu. Thứ hai là để tìm những cái bất thường về cấu trúc và chức năng. Thứ ba là chẩn đoán nguyên nhân nếu có và cuối cùng là đánh giá biến chứng. Đánh giá tổn thương cơ quan, số cái đánh giá mức độ tổn thương của cơ quan sau khi mà giải quyết hội chứng chung, cũng như là xong cái điều trị can thiệp gì đó. Thì trong viêm thận bể thận cấp, đối với CT không khả quan thì có thể tìm được những cái tổn thương, những cái bất thường bao gồm có hơi, máu, sỏi. Tìm những đánh giá sơ qua bộ coi nó có tắc nghẽn hay không, hoặc là có những cái khối bất thường cạnh thận hay không, trong hoặc là cạnh thận. Rồi sau đó khi tìm khả quan thì cái thì delay như thầy sớm nói thì đối với cầu lông quan thể liệu thì mình sẽ có plan vỏ tủy, mật đồ với lại delay. Thì đối với những trường hợp ung thư thì mình thường đánh giá đến vỏ thì vỏ tủy, còn đối với những cái trường hợp khác thì chỉ cần plan mật đồ với delay. Thì trong trường hợp mình viêm thận bể thận cấp thì chụp delay mà có nghi ngờ cái tắc nghẽn. Còn nếu mà nó chỉ viêm mà tại chỗ nhu mô này nọ thì đương nhiên mình có một chụp delay. Hình ảnh của nó là có một là nhiều vùng hình trên là dạng sọc, tức nghĩa là cái hình tam giác nó có thể lớn hoặc là nhỏ, chạy từ tủy đến vỏ thận và bắt khúc kém các thể thận đồ, nó sẽ bắt muộn và duy trì ở thị bài tiết. Cái câu này mình có thể hiểu như thế nào? Những vùng hình trên này ở thị thận đồ nó bắt kém, nhưng sau đó qua thì delay hoặc là chụp ra trễ hơn nữa thì cái vùng này nó bắt đầu hấp thuốc nhiều hơn, trong khi những cái vùng bình thường còn lại thì nó đã bắt đầu thải thuốc rồi. Thì hình dung được không? Ở thị thận đồ cái vùng thận bình thường nó bắt thuốc mạnh, cái vùng viêm nó sẽ bắt thuốc kém, nhưng qua cái thì delay thì cái vùng viêm nó sẽ bắt thuốc nhiều hơn, trong khi cái vùng thận bình thường nó sẽ thải thuốc tiên. Rồi ngoài cái hình ảnh đó thì mình sẽ có cái những cái dấu hiệu khác bao gồm có thận to và thâm nhiễm mỡ xung quanh, hoặc là dày cái mạc serosa, cái mạc quanh thận. Và đây mấy anh chị lưu ý nhé, mặc dù là lâm sàng và tổng thân tích nước tiểu đã về bình thường thì cái hình ảnh này nó có thể duy trì tới tháng sau. Cái viền, cái bờ
giới hạn ngoài của thận nó tăng tầm tượng trong cái hình này, trong khi cái hình này không có. Thì cái hình bên trái là cái viêm thận bể thận cấp, còn cái hình bên này là trường hợp của nhồi máu thận. Thì cái dấu mà người tên anh chị thấy như này nó gọi là Cochrane sign. Thì cái trường hợp này nó chỉ gặp ở trong nhồi máu thận mà không gặp trong viêm thận bể thận. Nhưng tuy nhiên cái dấu hiệu này chỉ xảy ra khoảng 30-40% trường hợp nhồi máu thận, chứ không phải tất cả trường hợp người thấy. Thì cái này người ta giải thích, cái này là cái phần nhu mô ở ngoài viêm, nó có những cái nhánh mạch nhỏ, những cái nhánh xuyên nhỏ đây cắt máu ở vị trí này, cho nên là khi mà nhồi máu những cái mạch chính thì nó chỉ bị ở bên trong, còn phía ngoài này nó không bị. Còn đối với hình ảnh của viêm thận bể thận thì không có cái hình ảnh đó. Còn một cái tổn thương khác trong cái nhiễm trùng tiểu trên thắc tính là áp xe thận và văn thận. Thì áp xe thận văn thận nó là cái biến chứng của viêm thận bể thận cấp. Khi mà mình sẽ chụp CT trong những trường hợp là viêm thận bể thận không có đáp ứng với điều trị. Nhưng đương nhiên là những cái trường hợp mà suy giảm miễn dịch như là đái tháo đường S mà là dùng những thuốc chế miễn dịch thì nó nguy cơ sẽ cao hơn. Về mặt hình ảnh thì đó là những cái tổn thương hình tròn là dạng bản đồ bắt phúc viền, bên trong của nó là dịch áp xe cho nên là nó sẽ không bắt phúc, và cái viền có thể lan vào trong cơ sóc. Thì trên này đây một cái trường hợp cái tổn thương tạm độ thấp ở thận bên trái, tạm độ ở trung tâm của nó là dạng dịch ở ngoài, thì nó ở ngoài biên thì nó bắt thuốc, bên trong này là dịch, còn phía ngoài biên này thì nó bắt thuốc, thành nó khá dày, có thể do tình trạng phù nề xung quanh. Thì do bệnh nhân này có cái lâm sàng và cái tổn thương nước tiểu gợi ý cái viêm, cho nên người ta nghĩ ra cái áp xe. Nên nếu mà không có những dấu hiệu đó thì mình chừng đó là những cái trường hợp mà LCC dạng nang, cái thận của tên nó khá là dày. Rồi một cái biến chứng khác là thận ứ mủ, thì thay vì cái anh chị biết trong tắc nghẽn ứ nước thì nước tiểu nó thường là trong, trên siêu âm rồi nó sẽ có cái ơ cung trống, còn cái đặc độ trên CT là được dao động từ khoảng 0-20 Hounsfield, thì đối với thận ứ mủ thì tự nhiên cái đặc độ sẽ tăng lên. Và khi cái thận ứ mủ này nó vỡ thì nó có thể gây nên áp xe văn thận. Trên CT thì mình ngoài thấy cái đặc độ trong đài bể thận nó tăng thì mình sẽ còn thấy cái dày thận của đài bể thận và những cái vùng giảm đặc độ của nhu mô xung quanh. Nước ưu mũ khác có cái chẩn đoán phân biệt là TCC. Đối với TCC thì nó là cái môn nên cho nên nó sẽ bắt thuốc, còn là ứ mũ thì khi mình roi vô vùng trung tâm này nó sẽ không bắt thuốc. Thì trường hợp này là ứ nước của đài bể thận và đặc độ trên plan, cái vị trí này nó sẽ cao. Ở đây các anh chị thấy cái vùng đặc độ này nó hơi cao so với những vị trí khác. Trên siêu âm thì nó là cái hơ cung dày bên trong. Một cái biến chứng khác là viêm thận bể thận sinh hơi. Đây là tình trạng nhiễm trùng hoại tử của thận. 90% thường gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường mà không được kiểm soát tốt. Về hình ảnh trên CT nó sẽ là có thận to, trong viêm thận thì đương nhiên mấy cái thận nó sẽ tăng kích thước, có hơi bên trong hoặc là có mất khí dịch. Thì đây là đồng chỉ làm hai tiếp. Cái này là anh chị khi nào có bài thì đọc lên. Thì đây hình ảnh của tụ khí viêm thận bể thận sinh hơi. Mình có thấy phần của cái thận nhu mô thận thay bởi hình ảnh tụ khí bên trong, là nó khí này ngoài ở trong thận nó có thể lan ra xung quanh. Thì phần này cũng vậy. Thì cái đặc độ hơi này thực ra rất là dễ nhận biết trên CT. Các anh chị có thể chỉnh lại cửa sổ hơi hoặc là roi nó tương đương với lại cái hơi trong ống tiêu hóa.
trường hợp này viên thẩm mỹ thẩm sinh hơi thì hơi của nó lan xuống luôn cái mặt quan. Đây là hơi lên thành mặt quan, còn đây là mức chí dịch. Còn đối với viêm thực bể thực mạng thì nó nằm trong cái bệnh lý mạng tính, như là ở gan thì nó có xơ gan thì nó sẽ teo, mô nó sẽ teo lại, vỏ thận hỏng đi. Và khi mà vỏ thận hỏng teo tạo xơ ra, tạo sơ sẹo nhẹ thì nó sẽ gây giãn cái những cái đàn thận lân cận, giống như cái chị học về sọ não thì khi một cái nhuyễn não nó sẽ kéo giãn cái động cái cận, thì cái trường hợp này cũng tương tự. Theo hình ảnh của viêm thận bể thực mạng, cụ thể mình thấy trên này là tình trạng teo của cái thận bên phải và bên trong nó có đóng vôi cái viêm mô. Và phần phía trên này chỉ đơn giản như thế thôi, chỉ có hỏi tóm lại là phải nhớ từ khi hình ảnh của viêm thận bể thực cấp là như thế nào, những cái biến chứng của nó thì biến chứng sẽ có áp xe. Áp xe là thường gặp nhất ở mũ, rồi viêm thận bể thực sinh hơi, chỉ có cần nhớ ba cái đó. Sinh hơi thì cũng rất là đơn giản, mình tìm được khí trong mô cảnh quanh cạnh như mô thận. Còn ứ mủ thì cái dịch trong cái đài hệ thống nó không phải là dịch phòng nhất, tức là cái độ oxy của nó không phải thấp mà nó sẽ cao, thì siêu âm mình sẽ thấy nó có hơi cung dày. Và một cái điều quan trọng là không được bắt thuốc, nếu bắt thuốc thì nó có thể rơi vào trường hợp của những cái DCC. Áp xe thì giống như áp xe gan thì thấy nó hơi một cái ổ dịch bắt thuốc vì có thể có phù nề xung quanh. Nên trường hợp là độ dịch bên trong thì cái phần dịch này khi mình roi lên CT là không được bắt thuốc, mà nó chỉ được bắt thuốc ở vùng ngoại biên. Thì đôi khi nếu mà cái áp xe này nó phun thuốc tốt thì cái viền mình sẽ nhìn rất là rõ, nhưng mà nếu mà nó còn phù nề xung quanh thì đôi khi mình sẽ thấy cái giới hạn ngoài của cái viền này nó không rõ. Rồi phần này qua được chưa? Phần nang thận, phần này chứ, các anh chị chắc quen thuộc không? Bất nhé. Nó cũng nhiều hơn. Đơn giản, quá chuẩn, ngôi tháng, đa mắt, dầu. Nang thận là cái tổn thương của mặt tạo khối thường gặp nhất. Đa số là những người trên 50 tuổi, tỷ lệ gặp cao trên 50%, hầu hết là không có triệu chứng. Thì người ta có một cái bảng phân độ quá xinh nhất, đúng không? Cái phân độ này nó chia cái nang thận là 5 nhóm, 1, 2, 2F, 3 và 4. Và các có một cái lưu ý anh chị là cái bảng phân độ này ra đời trên CT và MRI, không phải dựa trên siêu âm. Tuy nhiên trong siêu âm thì cũng không ai bắt anh chị không được dùng cái bản này, vẫn có thể dùng được. Thì những cái tính chất nào mình có thể thấy được trên siêu âm, có thể đánh giá được trên siêu âm, có thể áp dụng vô, thì những tính chất đó bao gồm cái gì? Trước hết là cái nang thận nhóm 1, thì nang này nó lành tính rất là rõ, giống như mình mô tả cái nang thận trứng ha. Cái cấu trúc ở cung trống thành mỏng, không trời rất. Thì trên CT nó cũng thể là cái cấu trúc thường hình tròn, giới hạn rõ, đậm độ của nó đông nhất và cái độ Hall-Sfield nó sẽ thấp, là dịch phòng nhất. Thành của nó phải mỏng, không tăng quang ở bên trong, ở thành cũng như ở bên trong cái nang đó, mà không có đóng vôi cũng như không có phun vách bên trong. Và nhóm 2 gọi là nang phức tạp tối thiểu, cũng là lành tính. Thì những trường hợp này nó cái vách nó có vẫn mỏng trơn láng,
cái từ cảm thấy có hấp thuốc này là cảm tính của mình. Thế là mình so với chiếc phim, sau tiêm so với chiếc phim mình thấy có vẻ nó hơi cao. Có vẻ thôi, nhưng mà mình không thể nào mà roi được trên đó, thì nó thành nó rất là mỏng. Trên cái bản phân tổn này đồ ra nó nhiều cái nó cũng chủ quan. Họ không đưa ra cho mình, ví dụ như đóng vòi là ngắn bao nhiêu cm, ngắn bao nhiêu mm, họ không có ghi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như một cái nang trên thận, một cái đốm vòi nhỏ thôi, có thể xét là chấm 2. Còn đối với những trường hợp mà cái nang có đặc độ cao, nang nhóm 1 ha, đặc độ là từ 0-20. Còn những cái nang mà nó đặc độ cao hơn, người ta vẫn xếp nó vào nhóm 2. Thì ở đây có hai trường hợp ha. Ở đây cái nang trên plan thì mình đã thấy cái nang này nó đặc độ cao, chắc chắn nó không phải là từ 0-20 Hz rồi. Cái nang này người ta qua là 100 Hz thì ra nang nhóm 2. Cái nang, một cái nang khác cũng là vị trí này luôn, gọi cái này là 1K. Thì khi mà bắt thuốc, mình tiêm thuốc lên rồi, do cái vỏ thận nó tăng đặc độ rồi, cho nên là cái nang này mình thấy nó có vẻ thấp, mà khi mà roi lên thì nó tới 106 Hz. Tức là cái nang này so với cái trước khi tiêm thuốc thì nó không có bắt thuốc, tại vì trên là dưới 10 Hz coi như là không có bắt thuốc, không có giá trị. Trường hợp cái nang này người ta buộc xếp là 2S, cái loại xếp là nhóm 2. Nó có hơi cái vôi nó đoạn ngắn cái trên thận, cái đặc độ này không có cao lắm. Còn cái phần còn lại của cái nang này, chị thấy là nó không có bắt thuốc. Vì nó không bắt thuốc cho nên mình nhận định phân biệt nó với chu mô xung quanh nó sẽ khó hơn. Ở trong nhóm 2 người ta lại chia ra làm cái nhóm nhỏ, coi như là một nhóm riêng, đó là nhóm 2F, và cái nhóm này phải theo dõi định kỳ. Còn cái nhóm 1, nhóm 2 thì không cần phải theo dõi sát, mình có thể chỉ là theo dõi theo kiểu sức khỏe hàng năm thôi. Còn đối với cái nhóm 2F này thì phải chú ý đến nó hơn. Thì trong trường hợp này nang nó sẽ có nhiều bắp, và lại cái vấn đề bắp thuốc cũng là cảm thấy thôi, không có bắt rõ. Cái thận nó có thể hơi dày, nó cũng có thể có nốt đóng vôi, đậm độ trong nang cao, và quan trọng là trên thận nó không có bắt có dạng nốt. Thì đây là một cái ca này nó phức tạp hơn. Các chị thấy một cái nang lớn của thận, đậm độ của nó ở đây không rồi thì mình không nói được, nhưng mà cái thận của nó có những cái nốt đóng vôi lắm tâm nhiều hơn so với cái nhóm 2, cho nên người ta xếp nó vào cái nhóm 2S. Rồi cái coi như khi mà xếp vào nhóm 2S thì cái ca này sẽ có chỉ định là theo dõi sát không, thì xíu nữa chị sẽ biết nó là gì. Và đây là một cái bắp ở bên trong cái nang, cái bắp đơn độc. Thì cái nhóm cái nang này người ta cũng xếp vào nhóm 2F. Cái thành xung quanh của nó không có thấy bắp thuốc rõ. Và qua cái nhóm 3 thì được xếp vào cái nhóm cần phải phẫu thuật. Thì cái nang này thường là cái nang phức tạp. Còn cái chuyện mà nhóm 3 có nên sinh thiết hay không thì chuyện đó không phải cãi. Thực ra nếu mà đối với nang mà mình làm sinh thiết thì nó thực sự rất là khó, bởi vì nó là gì, những cái tổn thương bên trong của nó có thường nó rất là nhỏ, và mình cái xác suất mình có thể lấy đúng nó hậu môn ngay vị trí đó rất là thấp, cho nên cái chuyện này người ta không bàn cãi. Thì trong nhóm 3, thành với bắp của nó sẽ dày không đều, và khi này mình thấy tăng quang này là tăng quang rõ ràng chứ không phải là mờ mờ giống như cái nhóm 1, nhóm 2. Và cái quan hóa thì nó cũng có, và quan hóa của nó cũng không đều, nó sẽ có chỗ đấy quan hóa dày, chỗ mỏng.
Nhưng ba này nó cũng có một sự lẫn lộn những cái tổn thương lành tính khác tính, ví dụ như tổn thương lành tính như nang xuất huyết, mình mặc dù nhiều khi mình biết nó là xuất huyết mà mình vẫn phải xếp nó là nhóm 3. Thì nó có sự chọc chéo nhau, thì các chị thấy khi mà cho mấy cái phân độ buồng trứng ngày xưa, anh chị nào siêu âm rồi á, cái phân độ buồng trứng á, mình biết là nang xuất huyết là chắc chắn là nang xuất huyết rồi, nhưng mà khi mà xếp nhóm cũng phải là xếp nhóm 4, tức là nó có phương pháp bên trong. Thật sự cái đó là nang xuất huyết, nên nó có sự lẫn lộn như vậy. Nhưng về sau này cái mà phân tích của Tokyo trong buồng trứng thì nó không có dùng, thì cái bác sĩ nhắc thì nó cũng có cái sự lẫn lộn trong đó, nên nhiều khi nó rất khó cho mình. Thì những cái tổn thương lành tính mà có thể bị xếp vào cái nhóm 3 này, có nang xuất huyết hoặc có áp xe, hoặc là bản thân cái nang nó phân mắt nhưng mà nó là lành tính chứ nó phải là cái u. Ngoài ra thì có cái nhóm ác tính, đó là RCC dạng nang. Thì cái nhóm này nếu mà mình phẫu thuật thì đương nhiên rất là tốt cho bệnh nhân hơn. Còn nói lại chỗ này xíu không? Đại khái là khi mình phân một cái nang thuật vào cái nhóm thì đó, thì mình sẽ dựa vào cái thành của nó, thành dày hay mỏng, nó có bắp cứng hay không. Rồi bên trong nó có phân bắp hay không, rồi bắp này có bắp cứng hay không, rồi trên thành của nó có đóng vôi hay không. Thì khi mình tổng hợp cái đó lại thì coi nó phù hợp với cái nhóm nào của bác sĩ nhắc thì mình xếp vô. Nhưng mà đôi khi có những cái tổn thương lành tính nó sẽ có những cái đặc điểm giống như vậy. Tức là những cái dấu hiệu mà thành dày, ví dụ như cái ca hồi nãy áp xe thận chẳng hạn, mình thấy ở đây nó thành dày đúng không? Có bắp cứng. Thì nếu mà xếp theo một cái nang theo bác sĩ nhắc thì cái nhóm đó chắc chắn sẽ là nhóm 3. Nhưng mà thực chất nó là cái áp xe thôi chứ không có gì nữa. Tại vì mình phân nhóm là mình dựa trên những đặc điểm của thành bắp có tròi bên trong hay không, để mình xếp cái nhóm nang thận theo bác sĩ nhắc. Nhưng mà những cái đặc điểm đó đôi khi nó có thể xuất hiện ở trên một cái tổn thương lành tính. Và như trường hợp này, cái nang ở bên thận trái thì sau khi tiêm thuốc các chị thấy đây nó có một cái bắp, ở đây nó có một cái bắp nữa, tức là nó có nhiều bắp hơn. Và cái bắp này rõ ràng so với cái thành ngoài của cái nang nó, mình thấy nó rõ hơn và nó bắp cái đặc độ nó cũng cao hơn, chỉ nhìn bằng mắt ha. Thì cái nang này người ta xếp nó vào bóc gì nhất 3. Rồi quay lại cái ca này hồi nãy mình thấy có nhiều cái đơn thấp vôi trên thành, ta xếp cái nang này vô bóc gì nhất 2S. Nhưng thì khi mà con xếp bóc nhắc này thì mình sẽ có chỉ định theo dõi. Thì sau khi theo dõi một thời gian thì mình thấy cái thằng này nó bắp, nó xuất hiện một cái nốt thành và cái nốt thì nó bắp thuốc. Khi này từ 2S nó đã chuyển lên thành nhóm 3 và có chỉ định phẫu thuật. Thì khi phẫu thuật ra cái ca này là cái RCC này. Rồi, trường hợp này cũng vậy. Cái nang đa khủy của thận trái, ở đây mình thấy một cái bắp, hai bên. Thì bên cái bắp này nó hơi dày so với cái vỏ ngoài của cái nang, bắp thuốc cũng rõ hơn so với vỏ ngoài. Thì cái ca này người ta cũng theo dõi thời gian thì người ta thấy cái bắp này nó dày hơn và bắp thuốc rõ hơn. Thì này, cái ca này mổ ra năm cái LCC dạng này. Và cái nhóm 4 là thường là cái nhóm mà nó ác tính rõ là dày, thật dày không đều, có thành phần tăng quang bên trong. Thì đây là cái thành phần tăng quang rất là rõ bên trong ngay từ đầu. Cái này ta xếp vào bác sĩ nhắc 4. Cái đó là xếp theo phân độ của bác sĩ nhắc. Trên CT người ta lại có hai cái khái niệm là nang đơn giản và nang phức tạp. Nang đơn giản là cái nang của nhóm 1, nghĩa là đặc độ
thấp, thành phẩm, lên trong không có phương bắc, không có cái nốt thành ở bên trong. Còn nang phức tạp thì nó sẽ có hai nhóm có thể gặp trong cái nang xuất huyết, cũng được gọi là nang phức tạp. Cái nang nhiễm trùng cũng gọi là nang phức tạp, là những cái nang chịu protein cao. Ngoài ra thì những cái nang mà độ ao siêu nó trên 20 và nó có phân bắp, lớp dày và có đóng phôi thì những cái nhóm này được xếp vào là nang phức tạp. Thì đối với những cái nang mà trên 20 ao siêu, trong cái khoảng từ 20 đến 70 thì người ta khuyến cáo mình nên tiêm thuốc. Còn đối với những cái nang mà trên 70, dưới 20 thì không cần theo dõi thêm. Dưới 20 nó chính là cái nang dịch đơn thuần, trên 70 là nang xuất huyết. Hai cái phần này người ta không, người ta thấy là không cần phải theo dõi hay điều trị gì hết. Còn đối với những cái nang mà nó cái độ hot field nó được 20 đến tới 70 hot field thì nên tiêm thuốc để đánh giá thêm. Rồi hình ảnh của nang xuất huyết thì là cái nang có đặc độ cao khoảng cho 6-90 hot field mà nó độc nhất. Phức tạp hơn thì là khi mà trải qua thời gian hoặc là nó có những giai đoạn xuất huyết khác nhau thì cái đặc độ nó sẽ có thể trở nên không độc nhất, gặp theo dày thành do phản ứng viêm hoặc là những cái nó nắng đọng trên thành nang nó đóng phôi sau đó. Rồi cái tiếp là nang nang trục thì nó đặc điểm của nó là thành dày, có thể có phân bắp, dịch của nó không độc nhất. Ở đây chính là những cái áp xe có thể có khí, nếu mà có khí thì mình yên tâm nó là cái áp xe. Thì khi mà mình tiêm cảm quan rồi thì cái nang thận mình phải đánh giá theo thị thận đồ. Thì cái việc tăng quan nó có ý nghĩa hay không, người ta sẽ so sánh giữa cái sau tiêm với lại trước tiêm. Thì cái này tăng quan là tăng quan bên trong cái nang để coi nó có phải là thực ra cái những cái mùi hay những cái phân 10-20 này là nó có thể áp dụng cho những cái u khác, những cơ quan khác, ví dụ cái u ở phổi mà mình so sánh một cái trước tiên với sau tiên mà dưới 10 hồ tiêu thì nó không có ý nghĩa gì hết. Thì đối với cái nang thận thì nếu mà trên lệch giữa hai cái dưới 10 hồ tiêu là coi như không có bắt thuốc, còn từ 10 đến 20 thì nó lưng chừng, còn trên 20 thì chắc chắn là có bắt thuốc. Thì các anh chị nhớ cái hình hồi nãy ha, nãy có cái nang xuất huyết thì sau khi tiêm thuốc mình lên 106 hồ tiêu. Rõ ràng cái này độ trên lệch chỉ có 6 hồi xuyên thôi, nhưng là không có ý nghĩa. Rồi trong đối với nang phức tạp sau khi tiêm cảm quan thì nó có thể gặp trong trường hợp là u dạng nang nó sẽ bắt thuốc cái nang phức tạp. Ngoài ra thì có một trường hợp đặc biệt nữa là những cái nang nhiễm trùng mà tạo mô hạt thì nó có thể bắt thuốc bên trong. Như hồi nãy nói với chị, cái áp xe bên trong nó là dịch phủ này nọ nên cái mô bên trong nó sẽ không có bắt thuốc. Tuy nhiên nếu mà xui xẻo gì đó mình gặp cái ca nó tạo mô hạt bên trong thì đôi khi mình sẽ đọc nó thành bắt thuốc bên trong và khi đó nó sẽ có chỉ định mổ. Như mổ ra chỉ là một cái áp xe thôi. Và cái này là tóm lại cái quá trình theo dõi đối với bác sĩ nhóm 1-2 thì cái nguy cơ mà ác tính của nó là 0%, và khi mình xếp cái nhóm này rồi thì mình không cần phải theo dõi hay điều trị gì hết. Còn đối với bác sĩ nhóm 2F thì người ta có khuyến cáo là theo dõi bằng CT bằng MRI mỗi 6-12 tháng trong 4-5 năm. Thì đương nhiên mình sẽ đánh giá cái tính chất của nó, của một cái nang là bao gồm có thành, có gốc, có nốt bên trong không. Còn đối với bác sĩ nhắc 3-4 thì có chỉ định phẫu thuật, trong đó bác sĩ nhắc 4 thì nguy cơ là cái u dạng nang